Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một phương pháp dùng máy tính Casio để giải phần hình học giải tích không gian OXYZ. Muốn biết được dùng Casio như thế nào cho có hiệu quả thì các bạn phải nắm vững một số lý thuyết của hình học OXYZ. Bây giờ thầy giả sử như là thầy đầu tiên là thầy đi vào cái dạng phương trình mặt phẳng. Phương trình mặt phẳng. Thì các bạn nếu như các bạn có một cái điểm M không có tọa độ là x0, y0 và z0. Và một cái vector pháp tuyến N có tọa độ là ABC. Vậy thì cái mặt phẳng mà đi qua cái mặt phẳng P, cái B này nè, nó đi qua M và có vector pháp tuyến là N thì nó sẽ có dạng như sau. Đó là mặt phẳng B có dạng là A nhân X trừ X0 cộng B nhân với Y trừ Y0 cộng C nhân với Z trừ Z0 bằng 0. Bằng 0. Và đây chính là lý thuyết. Và cái điểm mấu chốt để chọn cái đáp án trong đề thi trắc nghiệm là ở đây các bạn sẽ có được một cái A nhân X trừ X0 cộng B nhân Y trừ Y0 cộng C nhân Z trừ cộng C nhân Z0 thì đây chính là hệ số D. Thì các bạn nhân phân phối vào, đây là hằng số nhân X0, nó sẽ là một hằng số và đây là một hằng số của vector pháp tuyến là B nhân với X0 và đây là C nhân với X0, Z0 thì thầy đặt dấu trừ ra ngoài. Có nghĩa là hệ số D này sau khi tính toán dùng máy xong thì các bạn phải đổi dấu nó. Đó, đó là cái kiến thức chung cho cái lý thuyết về mặt phẳng mà sau khi các bạn sử dụng Casio để trừ dốc. Bây giờ thầy sẽ qua một cái ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1. Người ta bảo các bạn là viết phương trình mặt phẳng B đi qua M có tọa độ là 1, 2, 3. Và có một cái vector pháp tuyến N có tọa độ là 2, trừ 1 và 5. 2, trừ 1 và 5. Và có 4 đáp án để các bạn lựa chọn. Đó là A, 2, nhân X, trừ Y, cộng 5Z, trừ 10, bằng 0. B là 2x trừ y cộng 5z trừ 15 bằng 0. Và C là x cộng 2y cộng 3z cộng 15 bằng 0. Và D là x cộng 2y cộng 3z cộng 10 bằng 0. Đó, các bạn thấy đó là 4 đáp án để các bạn lựa chọn. Vậy thì ở đây các bạn tư duy như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ phương trình mặt phẳng B đi qua M và có vector pháp tuyến là 2 trừ 1 5 thì phương trình mặt phẳng B nó sẽ có dạng là 2 nhân x trừ y cộng 5 z bằng 0. Cộng d bằng 0. Bằng 0. Vậy thì ở đây các bạn cho qua M, B qua M. Các bạn đem thế tọa độ M vào đây.
và các bạn bấm máy tính và đảo dấu như thầy nói thì các bạn sẽ được cái đáp đáp số. Ở đây là các bạn lấy là 2 nhân 1, 2 nhân 1 cộng trừ 1 nhân cho cái điểm đi qua là 2, đem x, y, z của điểm M thế vào mặt phẳng. Đó, điểm đi qua là 2. 1 trừ 1 là vector pháp tuyến, vậy là 2 nhân 1 trừ 1 nhân 2 cộng 5 nhân 3. 5 nhân 3 kết quả bằng. What's ok? Ở đây lúc nãy là do thầy để chế độ nó bị sai. Ở đây thầy sẽ nhân lại cho các bạn thấy là thầy lấy này 1 nhân 2. Thầy lấy tọa độ 1 nhân 2. 1 nhân 2 trừ 1 nhân 2 trừ 1 nhân 2 cộng 5 nhân 3. Kết quả các bạn thấy là nó bằng là 15. Thì ở đây nhiều bạn sẽ nhầm tưởng là chọn đáp án C. Nhưng thầy nói rồi, khi mà các bạn tính ra được đáp số thì các bạn phải đảo dấu nó đi. Vậy khi qua M là 1, 2, 3 thì các bạn suy ra hệ số D á, là nó bằng trừ 15. Đó. Tính ra được 15 thì các bạn đảo dấu nó. Nhớ là phải đảo dấu. Đảo dấu. Nó đã ban đầu là nó cộng 15 thì các bạn phải đảo dấu nó, có nghĩa là hệ số D này của ta sẽ là bằng trừ 15 mới đúng. Và ở đây chính là đáp án B. Đó. Các bạn để ý, chỉ cần các bạn thấy là người ta cho hai cái giống nhau mà chỉ cần người ta ra cái hệ số D nó bị sai là coi như nó sai hết. Tương tự như vậy thì thầy sẽ qua cái ví dụ số 2. Cái ví dụ số 2 là người ta cho là viết phương trình mặt phẳng B. Mặt phẳng B qua một cái điểm A có tọa độ là 3, 5, trừ 6. 3, 5, trừ 6. Và một cái mặt cái à, và vuông góc với một cái đường thẳng D có phương trình là x trừ 1 chia 3 bằng y cộng 3 chia trừ 1 và bằng z trên 4. Ở đây khi cho cái phương trình này thì chắc chắn các bạn sẽ có được cái tham số cái vector chỉ phương. Vậy thì các bạn suy ra được là vector chỉ phương của đường thẳng D sẽ là 3 trừ 1 4. Và ngay lập tức thì ở đây mặt phẳng B vuông góc với đường thẳng D thì chắc chắn là mặt phẳng B sẽ nhận vector chỉ phương U, D làm vector pháp tuyến. Vậy thì chắc chắn mặt phẳng B nó sẽ đi qua A là 3 5 trừ 6 và có cái vector pháp tuyến là UD là 3 trừ 1 4. Và ở đây thì chắc chắn người ta sẽ cho bạn các bạn ba đáp án để các bạn lựa chọn. Nhưng mà vì lý do là thời gian nó ít cho nên thầy không có viết đáp án ra. Và ở đây thầy sẽ thấy thử cho các bạn thấy. Các bạn đem hai tọa độ này các bạn nhân lại với nhau, tọa độ A và tọa độ vector nhân lại với nhau để xác định cái đáp hệ số D, cái hệ số D trong cái mặt phẳng. Vậy thì ở đây thầy có là 3 này nhân 3 trừ 1 nhân 5 là trừ 5. Bữa sau này cái gì máy tính này nó bị gì vậy? Rồi. 3 nhân 3 trừ
1 nhân 5 là trừ 5 và 4 nhân trừ 6 là trừ 24. Kết quả là nó ra trừ 20. Thì ở đây là các bạn thấy là nó sẽ là trừ 20. Thì khi viết phương trình mặt phẳng D thì chắc chắn các bạn sẽ chọn cái đáp án là đảo của trừ 20. Đó là suy ra D nó sẽ bằng là 20. Và chắc chắn phương trình mặt phẳng B nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đây là vector pháp tuyến của nó. Vậy nó sẽ là 3x trừ y cộng 4z cộng 20 bằng 0. Và trong quá trình các bạn bấm ra kết quả là 20 thì các bạn phải đảo dấu, còn trừ 20 thì các bạn đổi dấu lại nó là 20. Nếu các bạn nào không đổi dấu thì có nghĩa là cái đáp án sai vẫn có trong cái đề người ta cho. Các bạn để ý mấy cái này. Sau khi tính xong là các bạn tiến hành đảo dấu cho thầy thì các bạn sẽ ra được một cái mới. Thầy qua cái ví dụ tiếp theo. Cái ví dụ tiếp theo là người ta bảo là tìm một cái giá trị nào đó. Ví dụ 3. Cái ví dụ 3 này như sau. Người ta bảo là tìm M thuộc OI và cách đều hai điểm AB và cách đều hai điểm A có tọa độ là 3, 1, 0. B có tọa độ là trừ 2, 4, 1. Và ở đây người ta cho các bạn là 4 đáp án để lựa chọn đáp án A. M sẽ có tọa độ là 0, 1 phần 6 và 0. Cái đáp án B là 0 trừ 1 0. M là 0 trừ 1 0. Cái đáp án C là 0 11 phần 6 và 0. 0 11 phần 6 và 0. Cái đáp án D là 0 2 phần 3. 2 phần 3 0. Thì ở đây các bạn vừa áp dụng lý thuyết học trong sách giáo khoa thì một điểm M mà thuộc OI thì suy ra M nó sẽ có tọa độ là 0 B 0. Và ở đây các bạn chỉ cần đi xác cái giá định cái giá trị này là bao nhiêu, B này bằng bao nhiêu. Và ở đây cái đề người ta cho là MA nó sẽ bằng MB. MA nó sẽ bằng MB. Độ dài hai cái bằng nhau thì căn bậc 2 của XB trừ XA tất cả bình cộng IB trừ IA XA trừ XM bên kia cũng vậy. Và ở đó thì công thức các bạn đã biết rồi. Và ở đây thì thầy sẽ thế số và tính luôn. Bình phương hai vế ra thì thầy sẽ có được là 3 bình
cộng 1 trừ b tất cả bình cộng 0 bình thì nó sẽ bằng trừ 2 tất cả bình cộng 4 trừ b tất cả bình và cộng 1 bình. Và bây giờ các bạn sử dụng các tương đương cái phương trình này là nó ra là 9 cộng cho 1 trừ b tất cả bình. Các bạn chuyển vế cái này qua thì các bạn là trừ 4 trừ cho 4 trừ b tất cả bình trừ 1. Ở đây thì kết quả các bạn thế điểm M và các bạn test thì kết quả nào nó đúng thì nó sẽ bằng 0. Ở đây các bạn nhập vào là ở đây các bạn thấy này, 9 trừ 4 mà trừ cho 1 nữa thì kết quả nó sẽ là còn lại 4. Vậy thì thầy nhập vào là 4 cộng cho mở ngoặc 1 trừ alpha b mở ngoặc 1 trừ alpha b đóng ngoặc lại. Và ở đây thầy sẽ trừ cho mở ngoặc ra là 4 trừ b. Xin lỗi các bạn là có bình phương nữa. Ở đây các bạn bấm bình phương. Ở đây các bạn cũng bấm bình phương. Và kết quả cuối cùng là các bạn cắt lóc cho ba cái giá trị trong đáp án đó là 1 phần 6 trừ 1, 11 phần 6 và 2 phần 3. Và ở đây thầy nhập B là 1 phần 6. Kết quả bằng trừ 10. Tiếp tục thầy cắt lóc cho trừ 1. B bằng trừ 1. Đó là ra trừ 17. Bây giờ tiếp tục thầy cắt lóc cho 11 phần 11 phần 6. À, kết quả đây là bằng 0. Đó, khi các bạn chuyển vế và các bạn nhập vào máy và đem test từng đáp án mà giá trị nào nó bằng 0 thì đó chính là điểm M cần tìm. Vậy suy ra điểm M sẽ có tọa độ là 0, 11 phần 6 và 0. Các bạn chọn ngay đáp án C. Đó, rất là dễ. Nếu như các bạn vừa kết hợp được kiến thức học ở trên lớp cũng như là phương pháp giải nhanh trong Casio. Còn nếu như ở đây các bạn mà sử dụng kiến thức không thì các bạn giải câu này rất là dài. Bình phương hai vế khi chuyển hàng đẳng thức. Rồi các bạn chuyển về và bấm nghiệm phương trình bậc 2. Thì nó rất là lâu. Cho nên các bạn biết cái cách sử dụng thế này thì giúp các bạn rất là nhanh.